Hello mọi người, lại gặp mọi người vào video clip mà vào đúng lúc mà trời mưa. Thì trời mưa hôm nay mình sẽ giới thiệu, mình sẽ hướng dẫn cho một bạn. Em tên đó quay đầu lại, mình vô siêu thị Aeon Mall. Một bạn sẽ lên cái tầng trên của Aeon Mall để ghép nhà xe, ghép dọc nha các bạn. Thì trời mưa mình phải cần để ý gì? Thứ nhất, cái kiến mình nó mờ không thấy được. Đó mới ghê. Lên cái kiến mà sẽ không thấy được cái hướng mình quẹo vô, nhưng mình phải gắng cố gắng, hoặc mình hạ kiến xuống mình lao. Đặc biệt nha các bạn nhớ trang bị, em quẹo ngay chỗ đường xe ô tô đó. Nhớ các bạn, cái trang bị là nano hay cái gì đó phủ này nọ để cho nó không trơn cái nước xuống. Rồi nghe bé giữa nha. Rồi lúc đó em hạ kiến xuống, em lấy cái thẻ cho thầy. Đúng rồi, trả lại. Đó. Đây, đầu tiên khi các bạn vô làn ô tô thì các bạn lấy thẻ nha. Khi các bạn lấy thẻ xong thì các bạn mở rào chắn thì các bạn mới đi được nha. Thấy chưa? Đây là bên xem đa ha. Tội nghiệp mấy bạn không? Trời mưa nè, đưa cái thẻ cho thầy. Rồi, em cứ đi lên cho đó quẹo trái. Nhớ mình là lúc nào cũng vậy. Chưa ai hay lộn nè. Ở đâu đơn giản thôi, em mới đi phía bên tay phải của em thôi. Đánh lái vô. Đó, cái có mũi tên kìa, thấy không? Thấy không? Mũi tên đi ra, còn này mình đi vô mà. Hay lộn. Nhớ các bạn nhớ lưu ý nha, em ngó bên phải. Trả lại. Nhiều khi các bạn đi lộn nó cũng được, nó vui thôi. Ta nhìn ánh mắt trầm trồ. Cái lú đầu ra nó, dạ em mới lấy bằng á. Rồi. Em quẹo trái lên luôn. Trả lại. Thì lúc này chút xíu em chuyển cái tay qua cái cần số, em gạt qua chữ D, chữ M cho thầy nha. Rồi em gạt qua luôn cũng được, gạt ngang qua đây cho mà à. Thì mình lên dốc thì mình đang vị trí số 1 nè, các bạn thấy luôn ấy không đó, nhưng mà nó trơn nha. Em đạp ga nhẹ nhàng, trời mưa nữa nha các bạn. Rồi em đạp ga nhẹ nhàng, đều chân ga, đừng có đạp gấp quá. Đạp gấp quá nó sẽ trơn trượt của bánh xe, hiểu chưa? Các bạn nhớ lưu ý nè, khi các bạn lên dốc mà đang trời mưa mà gặp, đặc biệt là bữa giờ chưa mưa mà nó hơi mới mưa lâm râm như vậy mà các bạn đạp là trơn cực kỳ luôn, thì các bạn nhớ đi đều cho thầy, cho mình ha. Cái chân ga đều, vẫn để số 1 đi. Rồi nhẹ thôi, đúng chứ đừng, các bạn đừng thấy mình không lên các bạn đạp ga mạnh ào lên nó sẽ sấy bánh, nhớ chưa? Đạp ga từ từ. Đúng rồi, cái từ từ nhẹ nhẹ, giống như các bạn dê vô nhà cũng vậy. Nhiều khi các bạn vô nhà các bạn gạch men á, các bạn dê vô ào các bạn đại đạp nữa sấy bánh luôn, nó di chuyển cái xe mình đi đâu không biết. Rồi bắt chớn từ xa, đạp ga xong nhưng mà vô nhà cái ngắt lại cho nó cho chớn thì các bạn êm hơn, các bạn mà đạp nó là sấy bánh. Rồi hết mưa thì mình sẽ tắt cái gạt nước, hôm nó vậy. Ok rồi, đây mình sẽ lên. Dưới nè, thấy không? Trời mưa thì cái kiến nó sẽ gây cản trở cho mình để mình xử lý các bài da. Thì đối phó bằng cách nào thì các bạn có những cái vật liệu hay là những cái gì đó lao, hoặc là nó sẽ nano, nó dán phim nó không trơn, nó sẽ không có đóng lại nước để mình không thấy. Ta lái nhiều đi em. Vách tường với cái cây nhựa, cái nào thích cái nào hơn? Thích cái nhựa hơn. Nhựa hơn thì cái hoa nhựa. Nhưng mà cũng kháng né. Rồi xuống dưới kia đây cũng được nè. Lên trên luôn em. Lên trên ở trên kia có nhà xe cả. Thì đầu tiên bây giờ thầy sẽ chỉ cho em cách thứ hai ha. Cách này là mình dành cho nhà xe hẹp hoặc vô những cái bãi xe. Đầu tiên em cho xe xong đây là nhà xe của mình đúng không? Thường thường các bạn là cho mình vai giữa nhà xe đúng không, để đánh lái lên đúng không? Có ngày hôm là bài thực tế ngoài là giống như là hồi xưa mình đi học, nhưng ở bên kia nó có chứa ngại vật, lên thì sẽ vướng đầu. Rồi em chạy lên, chùm vai mình chùm giữa cái xe này cho thầy, đúng mà giữa logo luôn. Rồi em đánh, rồi chùm chưa? Ok, đánh hết lái lên. Rồi nhưng mà em vẫn ngó bên kiến bên đây. Thầy nói là để ý nè, khi em ve vô nhà xe bên nào thì em coi kiến bên đó,
đối với cái kiểu cách này, đối với đánh lái lên cũng vậy, cũng ngó bên đây luôn. Rồi em tiến lên, em coi cái đuôi xe của mình, à thân xe của mình sẽ chùm ngay mép bánh đầu trên của xe lên nữa, nữa. Rồi em chùm cho miếng nữa đi. Rồi hết lái vô, được chưa? Ừ. Các bạn nhớ lý nha, có thể ngay đây chùm ngay mép. Rồi em lùi, quan sát bên đây trước, thấy bên đây rộng em mới ngó bên kia. Rồi tiếp tục lùi. À các bạn nhớ ưu tiên cái bên đây trước nha, để coi nó có dướng không. Rồi không dướng đúng không, em ngó bên kia. Đó, quan sát bên kia có dướng không? Không. Không, lùi tiếp. Em có thể hạ kính xuống. Ừ, đúng rồi, mình có coi. Đó, dướng không? Không đúng không? Thấy rõ ràng không? Đó, xong xong chưa? Sắp xong xong. Xong xong là thẳng nha. Rồi, rồi trả lại thẳng. Rồi bây giờ em để ý nè, có phải là một bên rộng không? Một bên hẹp luôn. Cách sửa, em tiến thẳng lên. Tiến thẳng lên. Tại sao mình tiến thẳng lên đi cho các bạn? Khi mình tiến thẳng lên nó mình dễ sửa hơn, lên nữa. Đó, rồi dần. Em muốn đua xe về đây thì nghiêng lái về đây. Rồi lùi. Đúng, thấy nó lùi không? Rồi. Ừ, đúng rồi. Rồi em trả lại dần dần, lùi đi. Đó. Ừ. Mình nghiêng bao nhiêu thì mình trả lại bấy nhiêu. Rồi, song song là. Rồi, có thể mình cái bánh xe mình nè, cái kiến mình ngang kiến người ta. Kiến cho hậu mình ngang kiến người ta là mình dần. Đó, kiến mình ngang kiến người ta. Rồi, ok chưa? Có phải kiến mình ngang kiến người ta không? Có phải bánh xe sau mình nè. Đó, đẹp giống như bên kia luôn. Thấy chưa? Rồi bên đây cũng vậy nè, các bạn thấy luôn ấy không? Thấy chưa? Tại sao mình phải cho các bạn phải tiến lên để dễ sửa hơn? Tại các bạn mới mà, nhiều khi các bạn đánh nhiều quá nó vô được á, nhưng mà cái đầu xe cái nó sẽ tán cái xe bên trước, hiểu chưa? Em nhớ chưa? Dạ. Rồi chờ thầy chút xíu, biết ai gọi đây. Có vậy thôi, còn nếu mà đối với nhà xe bên trái thì vai mình cũng trùng, mà vai trái trùng thì tiến lên cũng vậy, em cũng ngó kiến hậu trái, cũng ngược lại. Nhớ nha, nhà xe bên nào thì ngó kiến hậu bên đó, em hiểu chưa? Dạ. Rồi ok, mình sẽ đi qua bên kia mình làm một cái nữa, nhiều khi anh bảo vệ anh la. Rồi khi xong vụ mình muốn mua vô, có vô xả nước cũng thân không? Không vô vô. Trời ơi, tập các bạn nhớ tập nha, các bạn nhớ khi bạn tập mà bạn mắc quá muốn xả nước cứu thương thì phải nói thầy, chứ thầy đâu biết đâu mà lần đúng không? Nhiều khi thầy mắc quá thầy nói đi xả nước cứu thương. Còn nhiều mấy bạn ém quá chút, các bạn chạy tùm lum. Em không mắc. Không mắc hả? Rồi thầy cũng không mắc luôn. Rồi đi lên trên. Nói chung là có cái anh kia từ từ dừng lại luôn. Thôi vô chút xíu đi. Rồi xong mình xuống coi nó đẹp không. Để mất công ảnh đứng anh nhìn kỳ lắm không? Rồi trả lời chữ B luôn. Trả lời chữ B luôn. Đúng, kéo thân tài. Rồi nhớ kéo thân tài nè. Mấy bạn quên lưu ý nè, kéo thân tài các bạn nhớ đừng có bóp ha, các bạn kéo lên. Được chưa? Rồi gặp kéo kiến lên. Gặp kiến rồi kéo kiến lên luôn. Móc kiến lên. Các bạn để đồ trong đây mà các bạn không đóng kiến thì các bạn nguy hiểm nha. Em nhớ nha, khi xe mình về vô bãi hay là vô bến hay vô đậu đâu thì cái nguyên tắc là kéo kiến lên hết. Rồi lóc cửa. Được chưa? Ok này. Rồi quá. Khẩu trang có chưa? Để xe rảnh thì nó đi vô. Rồi tắt chìa khóa. Rồi thôi mình sẽ ra đây. Rồi lấy chìa khóa chút lóc cửa lại luôn nha. Đây xe đẹp không? Nói chung cũng tạm ổn nè các bạn, thấy không? Thấy chưa? Cũng tạm ổn thôi. Đó cũng không được đẹp nhưng mà tạm ổn thôi. Rồi đi vô. Đây máy xe này đẹp nè, đúng không? Lóc cửa cho em. Đó máy xe này đẹp nè, nó có kinh nghiệm, mình chưa có kinh nghiệm thì từ từ mới quen được chứ. Ai cũng vậy, đúng không? Đâu? Đeo khẩu trang mới được. Rồi
thôi định vô mà quên đem khẩu trang thì người ta không cho vô. À, mình sẽ lên xe, mình di chuyển xuống. Nhớ trời mưa các bạn khi lên hay đỡ, nhưng mà các bạn xuống á, các bạn cũng để ý ha, cũng để ý là mình sẽ gọi là bị trượt. Rồi để máy lên luôn nè em. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là nhà xe bên trái. Hồi nãy mình nói nhà xe bên phải đúng không? Đúng không? Thầy chỉ cho em nhà xe bên phải. Giờ mình sẽ qua nhà xe bên trái bên kia. Qua ngay chỗ xe số 77. Rồi, bên đó cho xe song song. Rồi, ok. Em trả lại. Rồi, canh cái vai mình. Trả lại thẳng đi. Chắc chưa? Em thẳng lại. Thấy không? Biếu rồi, rồi lên cái vai mình trùng. Vô này hay kia? Vô này đi em. Cái vai mình trùng ngay chỗ logo của người ta. Vai ngang giữa logo nha. Rồi, ok, đánh lái lên. Bậy rồi, tiến lên, đánh lái qua phải, tiến lên. Đánh lái qua phải. Đúng rồi, em tiến lên đưa cái đuôi xe mình vô nhà xe đúng không? Đúng rồi. Em nhớ chưa, chứ em móc lái vô, đuôi vô hả? Cái bài này bài đi lên mà. Rồi, em ngó kiến cho hậu. Ngay mép bánh của xe sau, cái đuôi xe. Các bạn nhu lý nha, nhiều khi các bạn còn bị lúng túng về phần này nữa. Rồi chồng chưa? Rồi. Rồi hết lái vô. Các bạn còn hơi lúng túng về cái phần này nha. Đấy, cái nhà xe bên phải. Ừ. Quay bên phải. Rồi nhà xe có nhiều bên trái bên phải mà. Lùi. Chừng nào em thấy rộng em ngó bên kia luôn đi. Rồi, các bạn thấy camera lùi không? Ừ. Nhưng mà không cho bạn ấy coi. Rồi em ngó bên đó trống chưa? Trống. Trống đúng không? Không dưới đúng không? Ngó bên đây. Rồi lùi. Lùi. Đụng. Nữa. Nữa. Song song là thẳng. Rồi trả lại thẳng. Rồi em lùi. Rồi các bạn thấy không? Chuẩn luôn. Nữa lùi. Canh kiến mình ngang kiến người ta. Nhớ coi camera lùi luôn nha. Rồi, có phải kiến mình ngang kiến tao không? Rồi, đang kết cái con này màu vàng đẹp quá nè, Honda nè. À, mê màu vàng lắm. Bên kia cũng vậy, ok ha. Lý do tại sao cái kiến mình dài hơn xe đó. Có thể xe mình dài, sedan dài hơn. Rồi, cái phải cái đuôi xe nè, các bạn nhìn để ý là hai cái bạch xanh này mình đang lọt giữa giữa nè. Không, à, vị trí này là chính thức nè. Đó, các bạn thấy chưa? Rõ ràng không? Rồi, cách thức đi ra. Cách thức đi ra thì bây giờ nè, bất cứ em trong nhà xe nào cũng vậy, ghép dọc em đi ra thì cái kiến chỗ hậu của mình á trùng ngay chỗ đầu đèn, cái đầu của người ta là em đánh lái. Đánh lái xong em phải ngó, tại sao em đi lên cao quá em sẽ dướng kia. Rồi em đi, rồi kiến mình lên đi, em đi lên đi, kiến ngang lên nữa. Rồi chưa? Rồi đánh lái qua đúng, cứ đi đi. Rồi em ngó kiến coi có dướng không, hết lái qua đi. Không về dướng đúng không? Ok không? Ok. Mà rồi đi. Nhiều khi các bạn sợ dướng quá đi xuống luôn. Các bạn sợ quá là các bạn cứ đi là các bạn cứ ra vai mình qua khỏi các bạn đánh lái thì nó sẽ dướng cái xe trên chứ không có dướng xe bên hông này. Thì các bạn phải ve lại lần nữa. Rồi, hồi nãy mình lên số nào xuống số đó nha. Đúng là mình sẽ chuyển qua từ vị trí chữ D này. Ha, mình sẽ qua chữ M là số 1 nha các bạn ha. Còn các bạn nào mà xe nó có số 1, số 2, các bạn về số 1 đánh lái qua đi em. Và đặc biệt ở đây thì mình xuống mình phải chậm chậm, vừa thắng số và vừa thắng chân ha, tại vì trời mưa mà nó chân chợt. Cái chậm chậm gà từ từ trước. Đúng, cái gà từ từ nhẹ nhẹ từ vị trí này. Thấy không? Các bạn thấy không? Vừa thắng số nha. Mà nó vẫn ban. Các bạn lưu ý cái phần mà dốc cao nha các bạn. Các bạn đi xuống chỗ nào, đối với số sàn cũng vậy. Các bạn đi số 1, các bạn xuống. Các bạn nào tốt thì đi số 2. Thì các bạn đi số 2 thì các bạn phải gà thắng nhiều. Còn các bạn nào mà rồi đánh lái.
cái khúc đó mới ghê đó, khúc đó mới trơn á, tại vì khúc này nó còn cắt cắt, khúc đó nó không có cắt không, nên láng, khúc này nó láng nè các bạn, nhưng mà khúc này thì nó sẽ động, rồi em quẹo phải luôn, mình ra giống như con đường hồi nãy, quẹo phải luôn nghe này, rồi buổi chiều mát mẻ ha, rồi đánh lái qua, theo ảnh hướng dẫn đổm giờ tốt. Rồi trả nó lại dần dần. Các bạn thấy cái đường lên cao không? Đó, lên tuốt trên kia luôn, rồi xong qua luôn, rồi xong lên thêm một đợt nữa. Các bạn thấy ghê không? Đó, các bạn đến lên trên đó, xong lên thêm một tầng nữa. Rồi, cũng em cũng ló ra ô tô nha. Em đi theo biển hướng dẫn. Rồi, sát cây cột, sát cái trụ đó, rồi em sẽ đưa thẻ cho anh ta, cho bạn ấy. Rồi thì vô đây là hoàn toàn miễn phí nha các bạn ha, các bạn vô đây hoàn toàn miễn phí, mình không mua đồ hay mua đồ cũng vậy, nhưng mà vô nhiều quá các bạn tập á thì cũng gây khó khăn cho anh ta, chắn vắng chỗ nào vắng vắng thì mình lên tập cái hai cái mình gan. Cũng tập luôn thì mình sẽ vô cái góc trong vắng nữa mình tập, hoặc mình xin phép bảo vệ ha, nhiều khi mình cũng phải, nói chung là rồi liếc bên trái luôn. Rồi ok, mấy xe sau dí quá mà, mình chạy cứng, mình dí mấy em bốc mới ra nghề biến hết cái mặt xanh lè xanh lét luôn. Suy nghĩ nhà xe đánh trả lái còn thôi, mới mà các bạn ha, các bạn mới, các bạn còn lúng túng lắm, đặc biệt là các bạn chậm chậm thì các bạn còn nhớ. Rồi em thấy xe nó ì không? Đúng không, đúng không? Rồi gạt qua chữ thấy chưa, khi các bạn xuống dưới hầm hay các bạn lên hầm, các bạn chạy xe, các bạn đạp ga, các bạn ủ sao xe nó nặng, nó ì quá, thì các bạn nhớ là các bạn phải trả về vị trí chữ D là số lộn bình thường để các bạn đi, còn cái kia là M1 cộng trừ này nọ để mình tăng số mình lên, giảm số để mình lên về trái, để mình lên chỗ cao hoặc là xuống như chỗ thấp, các bạn nhớ lý nha. Rồi đánh lá nhẹ vô nữa, ok, nhường chảnh qua luôn. Mùa lớn rồi, khúc kia lớn kìa, mù luôn. Rồi thôi tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người nha, chiều nay hay là chỗ tôi mát mẻ luôn, đặc biệt có một cái là ngồi trong xe hơi mà vẫn ướt, ướt là do bạn ấy nãy có tập cho bạn ấy là ghép dọc, ghép ngang ở ngoài đường đang làm clip trời mưa. Rồi thôi tạm biệt mọi người, mọi người đừng quên like và subscribe kênh mình, bật chuông thông báo để đón xem những cái video clip tiếp theo nói về học lái xe ô tô nha các bạn ha. Rồi chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào buổi trời mưa mát mẻ nữa. Trời ơi mưa quá, chút không biết về đi đường nào đây. Thôi bye bye mọi người nha, nhớ quan sát giùm thầy. Rồi sẵn đây bật đèn lên chưa? Bật đèn sương mù. Đúng giờ chính xác. Mưa lớn quá thì mở đèn gì? Đèn cót. Chiếu gần luôn, cót đi, mở. Ừ. Các bạn nhớ lý nha, khi trời mưa lớn các bạn mở đèn chiếu gần luôn. Còn nếu mà mưa ít thì các bạn mở đèn sương mù thôi. Rồi, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào những cái video clip tiếp theo. Bye bye mọi người.